สุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงเกตัมภควตาปารานสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธัมมจักังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมเนนะวะพรหมเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพรหมุนาวะเกนะติวะโลกัสมิงเตอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะพรหมโลกัสสะโตอะปุคะชิอายันตะทัสสะหัสสีโลกาธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอปัสโสโลเกปาตุระโหสิอะติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกภะคะวาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติอิติธัมมายะสัมมะโตโกณฑัญญาสะอัญญาโกณฑัญโยตะเววะนามังอะโหสิติNam Mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thầm Má trên Internet qua Blogtalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con trò tri thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali bài 1, các loại từ và biến cách danh từ do Thượng tọa Tuệ Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng đồng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, xin kính chào Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh sư phụ Thầy Siêu bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức và tăng chào tất cả quý tôn đức quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một giáo trình phản ngữ Pali. Nhưng mà hôm nay vì như Thượng tọa Giác Đẳng nói lần trước là chúng ta sẽ làm bài tập 1. Nhưng mà giờ này thì không thấy Thượng tọa Giác Đẳng có mặt ở trong room. Trước khi hướng dẫn cho các vị làm bài tập thì chúng tôi ôn lại bài để cho các vị hiểu lại. Trong cái bài tập 1 này chúng ta học một số từ vựng, đó là danh từ năm tánh vị ngữ á, gọi là năm tánh vị ngữ á là những danh từ năm tính mà nó tận cùng bằng á. Thí dụ Buddha, Dhamma, Sangha, đó là những danh từ tận cùng bằng á. Mà chữ tận cùng đó chúng ta gọi là vị ngữ. Chúng ta chỉ học có mỗi một biến cách danh từ tận cùng bằng á thôi. Nhưng mà trong giáo trình này, giáo trình Lương Bà Liên Khua đó, thì Ngài Bố Thất Hô Xá, Ngài Bố Thất Đá Tát, Ngài cho chia 8 ngữ cách, Ngài giới thiệu 18 ngữ cách. Để chúng tôi nhắc lại cho quý vị là trong một câu danh từ nào làm chủ ngữ của câu thì danh từ đó được chia, được biến thể theo chủ cách. Và chủ cách thì người Á số ít là ô, số nhiều là a. Thí dụ như nói rằng Đức Phật thuyết pháp thì cái danh từ của Đức Phật đó là chủ ngữ của câu, cho nên chữ Buddha thành Buddho. Và nói một câu khác, thí dụ như nói chư Phật hằng giảng dạy thì cái chữ Buddha đó được chia chỗ cách số nhiều. Bởi vì chữ chư Phật á, là chủ cách số nhiều thì nó như Buddha và đằng tiếp. Thì ở trong tiếng Pali
Nó có cái điểm đặc biệt là hễ danh từ đó mà ở vào cái vị trí, cái vai trò nào trong câu thì sẽ được chia theo cách đó. Như đối với câu thứ hai là đối khách, thì ở trong cái câu mà nói rằng là con đảnh lễ Đức Phật, thì chữ Đức Phật bây giờ chữ Đức Phật là tốt từ của động từ, đảnh lễ, và tôi hay là con là chủ ngữ của câu. A hăng vô thăng quanh đã tiếp, thì chữ vô thăng bây giờ chia thành vô thăng đấu cách số ít, còn chia số nhiều. Thí dụ như con kính lễ chư Phật, thì A hăng vô thê năm ấy ăn và ê là hình thức biến cách của hình thức đối cách của danh từ năm tánh vị ngữ ác. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái sử dụng cách đó, thường dùng làm trong ý nghĩa phương tiện của hành động. Thí dụ như đó, giáo pháp được thuyết bởi Đức Phật, thì chữ bởi Đức Phật đó, thì cái danh từ Phật Thá trong trường hợp này phải xài sử dụng cách mà hình thức biến thể của sử dụng cách là y ná, số nhiều là y phí y hí. Ví dụ cái câu mà giáo pháp được thuyết giảng bởi Đức Phật, thì chúng ta nói tham mô là giáo pháp chủ ngữ, được thuyết giảng gọi là đê si giáp tí, và bởi Đức Phật là phú thê ná số ít. Còn chúng ta nói đó cách số nhiều, thí dụ như cây bị đốn ngã bởi những người đàn ông, thì bởi những người đàn ông đó chúng ta phải xài đốt, phải xài sử dụng cách số nhiều, rồi cái hình thức biến thể đó là e na e phi. Cho nên bu ri sa thành bu ri si hi chin di ya ti ru khu bu ri se na bu ri si hi chin di ya ti là cây bị đốn ngã bởi những người đàn ông, để xài như vậy. Còn chỉ định cách thì thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ. Thí dụ như khi mà chúng ta nói người đàn ông bố thí cơm cho người ăn xin, thì trong câu này chúng ta có cái danh từ Purisa, người đàn ông, chia theo chủ cách là Buriso. Bố thí là động từ Dadati. Chữ cơm Odanang ở đây là tốc từ trực tiếp là đối cách số ít.
cho người ăn xin thì cái này chỉ người ăn xin gia chắc khác, là chúng ta tại chỉ định cách số ít là gia chắc khách sát, gia chắc khách sát. Nếu mà cho những người ăn xin thì gọi là gia chắc ca năng, cho nên ác sát, a gia sát a năng là hình thức biến thể của chỉ định cách đối với danh từ năm tánh vị người ác. Rồi bây giờ chúng ta chia xuất sức cách là thường dùng trong ý nghĩa tách rời hay xuất phát. Thí dụ chữ GH là ngôi nhà. Bây giờ chúng ta nói từ cái ngôi nhà hay ra khỏi ngôi nhà thì chúng ta phải xài xuất sức cách số ít là ghê ha, ghê hâm ha, ghê hát ma, số nhiều là ghê hi phi, ghê hi hi. A âm ha asma e phi e hi là hình thức biến thể của danh từ năm tánh vừa như ác. Chúng ta thí dụ chúng tôi ra khỏi nhà thì chúng tôi là chủ ngữ là ma dân, ra khỏi nikamama động từ, rồi khỏi nhà thì chúng ta phải sẽ xuống sức cách là ghê hâm hà hay ghê hasma, chúng ta xài được. Rồi thứ sáu là chúng ta xài sở thủ cách. Sở thủ cách là thường dùng trong ý nghĩa chỉ quyền sở hữu, thường dịch là của. Có đôi khi chúng ta tùy ngữ cảnh mà chúng ta dịch nghĩa là đối với vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta học đơn giản lúc ban đầu rồi chúng ta xài chữ của đi. Thí dụ như nói tôi đọc quyển sách của người bạn thì tôi là chủ ngữ, đọc là động từ pathati, quyển sách là pathaka, chia theo đối cách là gotakam, và của người bạn biết tác thì chúng ta chia sẻ thức cách là biết tác sáng. Thì ahang biết tác sáng có thật căn tham ý, và tôi đọc quyển sách của người bạn thì của người bạn đó thì chúng ta phải hiểu rằng cái danh từ biết tác được chia theo sở thuộc cách. Cái hình thức của sở thuộc cách là á sáng số ít, số nhiều là a năng. Của những người bạn thì nói là mút mít ta năng, còn của người bạn thì là mít ta sát. Nên tôi xài gì? Rồi định sở cách thường dùng trong ý nghĩa chỉ thời gian nơi chốn, nhưng mà dịch cái nghĩa định sở cách là trên trong tại ở. Dịch trên cũng được, mà trong cũng được, mà tại cũng được, mà ở cũng được. Chúng ta gặp những cái từ, những danh từ mà có cái hình thức tận cùng là e âm hí asmin hoặc là e suốt, số nhiều, thì chúng ta phải biết e âm hí asmin là hình thức số ít của biến thể định sẽ cách e xuất là hình thức biến thể định sẽ cách số nhiều. Thí dụ chúng ta nói trong ngôi nhà có người ở,
Thì Gê-ha là ngôi nhà, mà Gê-ham-hi là trong ngôi nhà có người ở, thì chúng ta xài cái chữ chữ nào cũng được. Thí dụ chúng ta xài cái chữ Manusa là người, thì có người ở chúng ta có mấy người, có từ một, nếu có một người đó thì chúng ta là xài Manuso chủ cách với cái động từ Vasati. Còn nếu có người ở mà có từ hai người trở lên đó thì chúng ta xài chủ cách số nhiều là Manusa Vasati. Ghi hầm hít Manusa Vasati là trong ngôi nhà có người ở, thì trong ngôi nhà là định sẽ cách. Còn xài hô cách thì ít khi chúng ta xài ở đây. Hô cách là cái tiếng để kêu gọi. Thường thường thì hô cách xài ở trong một cái câu đàm thoại, cái câu nói hỡi người đàn ông, thì chữ Purisa đó thì chúng ta giữ nguyên là Purisa hoặc Purisa số nhiều, ở đây chúng ta tùy. Nhưng mà thường thường người ta xài hô cách, người ta ghép với một cái danh từ riêng, hay là xài một cái danh từ, một danh từ riêng, cái tên đó. Thí dụ như Đức Phật Ngài nói rằng Yoko Ananda, hay là Gachama Ananda, này Anan, chúng ta hãy đi. Thì mà chữ Ananda là một danh từ riêng chỉ cho chỉ gọi là tên của tôn giả Ananda, nhưng mà chia theo hô cách thì Ananda không có chia theo cái gì nữa. Thì nhờ có bảy cái hình thức biến thể, có tám hình thức biến thể của tám cái ngữ cách này, mà chúng ta nhìn vào một câu, chúng ta nhận biết danh từ đó là chia theo cách nào để chúng ta dịch cái nghĩa ra cho nó chuẩn, cho nó đúng. Tuy nhiên chỗ này chúng ta cũng phải hiểu là thường thường ở trong tám ngữ cách Bali đó, ngữ cách danh từ Bali đó, thì cách và hô cách thì có dạng hơi giống nhau một chút, có biến thể hơi giống nhau một chút, cẩn thận cái đó. Còn sở dụng cách với xuất xứ cách thì nó có cái dạng giống nhau, nhưng mà giống nhau có đôi khi chỉ ở số nhiều, ở số ít thì khác nhau. Như là Ena Efi Ehi là sở dụng cách, nhưng mà nói E A Âm Ha Aspa Efi Ehi là xuất xứ cách, thì chúng ta thấy xuất xứ cách với sự dụng cách nó hình thức giống nhau ở số nhiều, nó khác nhau ở số ít thôi. Còn cách thứ tư, cách thứ sáu là chỉ định cách và sở thuộc cách đó, thì có hình thức giống nhau. Như là A Giá thì chỉ có chỉ định cách, nhưng mà Ác Sát A Năng thì sở thuộc cách cũng Ác Sát A Năng, nó giống nhau. Còn xuất xứ cách, còn định sở cách với đối cách thì nó riêng biệt hết, riêng biệt, không trùng với ai hết, không giống ai hết, không giống cách nào hết.
Mà chúng ta học và chúng ta cố gắng, chúng ta nhớ nó thiệt quý vị, là chúng ta cũng rất là đau đầu. Là vì khi mà dạy online, dạy trên mạng internet, đã không có bản vẽ cụ thể, không có bản viết cụ thể, cho nên chỉ nói miệng thôi. Rồi Phật tử thì lại rất xa lạ với Bali, cho nên khi mà trình bày như vậy, quý vị nghe rồi quên rồi. Chúng ta học kinh tạng, học giáo lý thì chúng ta còn suy nghĩ được cái nghĩa lý của câu Phật ngôn, chúng ta nhớ được. Còn học cái từ ngữ thì những cái biến thể, những cái biến cách như thế này là chúng ta không có nhớ được. Bây giờ chỉ còn hy vọng một điều là chúng ta làm bài tập để mà chúng ta nhớ, làm bài tập để mà chúng ta nhớ. Nhưng mà học Pali muốn cho giỏi, một là chúng ta phải thường xuyên dịch kinh điển Pali ra Việt. Dịch kinh điển lâu ngày chúng ta nhìn vô cái mạch văn, cái nguyên văn, cái chánh văn, kinh văn đó, thì chúng ta nhận ra ngữ cách của các danh từ, hay là chúng ta nhận ra các cái thể loại động từ. Đó một cái. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta học Pali mà chúng ta muốn giỏi là chúng ta phải dạy cho người khác. Bây giờ dạy cho lớp này thì chúng tôi đã biết Pali rồi, cho nên không cần dạy lớp này chúng tôi cũng được, không sao. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta muốn giỏi Pali đó, thì chúng ta tập nói chuyện, đàm thoại, thì chúng ta khéo vận dụng ngữ cách ở trong Pali để mà chúng ta nói chuyện cho người khác hiểu. Hễ người khác nghe hiểu là chúng ta thành công rồi đó. Còn khi mà chúng ta nói chuyện mà chúng ta nói Pali ra mà người ta không hiểu gì hết thì xem như là cái cách học ngữ pháp của chúng ta cũng còn yếu. Cho nên bày vẽ cho các vị cái cách để chúng ta giỏi Pali như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trước nhất là chúng ta theo cái cách muốn học Pali là chúng ta phải làm bài tập từ xưa đến giờ. Học lý thuyết chúng ta phải có sự thực hành thì chúng ta mới biết. Hôm nay thì chúng tôi chỉ ôm lại với quý vị nghe về tám cách biến thể của danh từ năm tánh bị ngữ ác mà thôi. Bài này chúng ta đã học tuần trước, hôm nay chúng ta chỉ ôm lại. Thì bài này vẫn còn nằm ở trong bài 1, do đó cho nên hôm nay xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ hướng dẫn cho các Phật tử làm cho xong bài tập số 1. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Sa thủ khí trừng thượng tọa tu sư, chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì
chúng ta bước vào phần mạch. Không biết ở đây có vị nào có nhớ là kỳ rồi chúng ta làm bài tập tới đâu chưa? Hình như kỳ rồi chúng tôi gặp trục trặc về máy móc nên bây giờ chúng ta làm bài tập hình như là chúng ta mới làm dịch từ Bali sang tiếng Việt thôi, nhưng mà chưa có từ tiếng Việt sang tiếng Bali thì phải. Bây giờ chúng ta thử làm bài tập số 1 đi. Bài tập số 1. Hôm trước chúng tôi có trình bày với quý vị là những bài tập này đã hơi gượng gạo một chút, là bởi vì chúng ta mới vào học danh từ và biến thể của danh từ thì chưa có động từ, mà chưa động từ thì nó chưa có thành câu. Nó chưa thành câu, thành ra ở đây chúng tôi phải thêm mắm dầm muối vào. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có chữ câu số 1 là những con chó. Những con chó thì những con chó đó là ở trong tiếng Phạn và số nó khá chẳng hạn, thì ở đây chúng tôi nói rằng những con chó ở đây là thuộc về chủ cách số nhiều. Chủ cách số nhiều, có vị nào cho chúng tôi biết những con chó mình chủ cách số nhiều là biết sao không ha? Số nó khá là con chó, nhưng mà chủ cách số nhiều là gì quý vị nhớ không? Thực ra nãy giờ có lẽ là quý Phật tử Sunakha, đúng rồi, cảm ơn An Nhiên. Sunakha, Sunakha là chủ cách số nhiều. Sunakha, Sunakha. Bây giờ của cánh tay, giống như ngón tay của cánh tức là bàn tay của cánh tay thì chữ của cánh tay, cánh tay là hát, nhưng mà của cánh tay là gì thưa quý vị? Của cánh tay của cánh tay, cánh tay là hát thác của cánh tay, và là hát thác sát, và hát thác sát cái này là số ít thôi, đây là sở hữu cách số ít là hát thác sát, hát thác sát là số ít. Trên những người, người là nara, trên những người là định sở cách số, định sở cách số nhiều. Định sở cách số người nhiều, nara, mà định sở cách số nhiều là gì thưa quý vị ha? Nara, trên những người, nara, trên những người định sở cách số nhiều. Số nhiều. Nare naram, nare naram hi narasmin là định sở cách số ít. Số nhiều là nare số, đúng rồi, nare số. Nare số. Câu thứ ba của chúng ta là từ trên cây. Cây là rukha. Từ trên cây là, từ trên cây có vị nào? Từ trên cây tức là xuất xứ cách số ít. Xuất xứ số ít. Từ trên cây. Từ trên cây. Xuất xứ cách số ít. Có ba là Nara, Naramha, Narasma. Như vậy là xuất xứ cách, thưa quý vị. Xuất xứ cách là nói từ cái điểm xuất khoa phát. Từ đâu đó. Xuất xứ cách số ít. Từ trên cây. Giờ Rukhasma cũng được, nhưng mà chữ A ra, chữ Rasma đó, chữ A nó phải có cái dấu, dấu ngang ở trên. Rasma, Rukhasma hay là Rukhamha, Rukhamha cũng được, hoặc giả là Rukha cũng được.
trên những hòn đảo. Hòn đảo là Vipat. Trên những hòn đảo là định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều. Trên những hòn đảo. Hòn đảo là Vipat. Dạ, đi về xuống, đúng rồi ta. Đi về xuống. Rồi, với cái chân. Cái chân là ba đá. Chân là ba đá. Với cái chân là ba đê nữa. Dạ, ba đê nữa. Với cái chân. Bởi những cánh tay. Bởi những cánh tay. Cánh tay nãy chúng ta học là hát thác. Nhưng mà bởi những cánh tay là sử dụng cách số nhiều. Quý vị quan sát chờ chúng tôi một chút. Hát thề hí. Dạ, hát thề hí. Dạ, hát thề hí là bởi những cái tay. Cho con sư tử. Cho con sư tử. Tức là làm một việc gì đó cho con sư tử là chỉ định cách, chỉ định cách số ít. Si há là con sư tử, si há là con sư tử. Dạ, có thể là si há sá hay là si há giá cũng được. Dạ, si há sá hay là si há giá cũng được. Cả hai, dạ, nó có hai cái. Dạ. Si hát xa hay là si hạ giá. Cho con sư tử. Của những con bò. Của những con bò. Gô đá là con bò. Mà của những con bò là sở hữu cách số nhiều. Dạ, của những con bò. Của những con bò. Số nhiều thứ vị. Số nhiều xin chú. Gô na năng là đúng rồi đó. Nhưng mà chữ gô na năng viết cái này. Cái chữ này viết nó hơi cực chút xíu. Nó cực thì nó cũng phải cực lắm. Chữ N nó có chấm dưới. Chữ gô na. Gô na. Chúng ta gọi gô na là tiếng. Gô na là nguyên ngữ. Dạ. Yeah. Gô na là. Cho những con bò là gô na năng. Cô đa năng, chữ N chấm dưới, chữ A có dấu gạch ở trên và chữ M có chấm dưới, cô đa năng, cô đa năng, của những con bò. Từ những con chim, xuất xứ cách số nhiều. Sakuna là con chim. Từ những con là xuất xứ cách số nhiều. Xuất xứ cách số nhiều là gì thưa quý vị? Từ những con chim. Dạ đúng rồi. Sakunehi. Dạ, xuất sắc. Xuất sắc thưa quý vị. Sakunehi. Dạ. Bởi ông vua.
ông vua, bởi ông vua. Ông vua là Upala. Bởi ông vua là Upalena. Đúng rồi. Upalena. Ôi vị thiên thần, ôi vị thiên thần hô cách, ôi vị thiên thần hô cách. Thiên thần là Deva, ôi vị thiên thần là cũng là Deva, Deva. Cái này chúng ta gọi là hô cách, ôi vị thiên thần Deva. Cho mặt trời, chỉ đừng trách, cho mặt trời, cho mặt trời, chỉ đừng trách. Surya là mặt trời, chỉ đừng trách số ít của Surya là Suryaya, đúng rồi, Suryaya, đúng rồi. Trên trời, trên trời. Akasa là trời, tức là ở không trung. Akasa, Akasa là trời. Nhưng mà trên trời là Akase, đúng rồi, Akase. Cũng có thể là Akamhi, Akasmin cũng được. Dạ. Yeah. Ở đây nó có những cái dụng, nó có phải cái AKC hay là Akamhi, Akasmin được hết. Ngang qua thân. Ngang qua thân. Thân là Kaya. Này, Kaya nữa. Chứ ca có gì dạy thưa quý vị, ca dê nữa. Ca dê nữa. Dương. Dương là trên giường. Dương là manh chá. Trên giường là gì thưa quý vị? Định sở cách số ít. Manh chá mà định sở cách số ít. Trên giường. Dương là manh chá. Manh chê, đúng rồi, manh chê, dạ manh chê. Của những mặt trăng, dạ. Của những mặt trăng, sở hữu cách số nhiều. Chúng ta sống ở trên trái đất thì chúng ta chỉ thấy có một mặt trăng thôi. Nhưng mà có những cái tinh cầu khác, có những hành tinh khác ở trong thế dương hệ thì nó có nhiều mặt trăng, gọi là của những mặt trăng. Số nhiều, số nhiều. Trên đất xa là số ít, thưa quý vị. Trên đất xa. Trên đất xa là số ít. Số nhiều là mặt trăng là chanh đá. Số nhiều mặt trăng là chanh đa năng. Dạ, chanh đa năng. Bài học này chúng tôi biết sao, nhưng mà chúng ta đang coi lại dường như là hơi nhiều. Chúng tôi nghĩ là mỗi một bài học là khoảng chỉ 20, mỗi bài học là 20 từ được. Bài học thì mình mỗi câu tới 30 từ, lúc hơi dài thì mình thành thật. Chắc là tới câu 20 mình ngưng ở trong cái phần tiếng Anh ra tiếng Việt, Việt ra tiếng Anh, tiếng Bali ra tiếng Việt, Việt ra tiếng Bali về mỗi một bài học. Chúng tôi sẽ nói chuyện với người ta tiểu siêu, khoảng 20 câu là vừa. Trên đời. Cái này mình đọc trong kinh
có rất nhiều trên đời, hay là trong thế gian, hay là ở thế gian, trên đời. Đời là lô cát, ở trên đời là định sở cách số ích. Dạ, lô cát thành ra, có vị nào nhớ lô cát không? Trên đời. Cái máy chúng ta bị đang bị trục trặc chút, quý vị chờ chút xíu, cái nick ở trong computer đang bị trục trặc chút. Lô kê, dạ lô kê đúng rồi đó. Lô kê là trên đời. À, cái chữ này. Chữ này chúng tôi phải nói thêm được con khỉ. Khi mà thấy chỉ có con khỉ này thì mình phải hiểu là chủ cách số ích. Dạ, con khỉ chủ cách số ích. Wow, nó ra là con khỉ. Dạ, chủ cách số ích là gì thưa quý vị? Chủ cách số ích. Cái này là quen lắm. Wow, nó ra. Guanaro, đúng rồi đó. Guanaro là Guanaro. Sự ở đây có khi ngang qua mặt trăng là cái gì hả? Ngang qua mặt trăng. Nên đi ngang qua mặt trăng. Ngang qua mặt trăng. Mặt trăng là chánh đó. Ngang qua mặt trăng là chánh đề nữa. Là chánh đề nữa. Ngang qua mặt trăng. Chánh đề nữa. Chánh đề nữa. Đúng rồi đó. Chánh đề nữa. Chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử quan nghĩ mình làm mỗi thứ 20 câu thôi. À, rồi bây giờ để chư thầy thỉnh chư tăng không biết là thượng tọa Pháp Thân hay thượng tọa Bạch Tuệ Quyền. À, chư tăng có vị nào thượng tọa Pháp Thân có mặt trước máy không? Sẽ hỏi thượng Pháp Thân có nghe được không? Thượng tọa Pháp Thân không nghe được. Thượng tọa Tư Nguyên hay thượng tọa có mặt ở trước máy không? Xin hỏi thượng tọa Tư Nguyên. Nếu quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Cách sau câu hỏi giờ không biết được Pháp Sư muốn đọc cái gì hả? Dạ. Đọc cả cách sau câu hỏi. Tức là sau bài tập. Tức là đọc lại sau bài tập đó phải không? Đọc lại 8 cách sau bài tập. Quý Phật tử muốn đọc lại đọc cách của mỗi câu quá hả? Dạ, dạ rồi, hình như hồi nãy có đọc mà. Dạ, hình như hồi nãy chúng tôi có đọc, không biết. Dạ. Dạ, hồi nãy mỗi lần làm câu có đọc thưa quý vị. Dạ.
cô Tình Hạnh, không biết cô Thu Nữ Tình Hạnh cô có mặt ở đọc hơi nhanh hả? Dạ sẽ vâng, như vậy sẽ đọc chậm lại. Có vị nào trong lớp học mà đọc lại cho chúng tôi tám cách không? Dạ, quý vị đọc được tám cách, định nghĩa về tám cách và các thí dụ đó. Rồi chúng tôi sẽ trở lại để chúng tôi giảng thêm về phần này. Dạ. Ở trong lớp học này hôm nay chúng ta không có cái các vị MC, các vị có thể đọc được cái ô dạ Đại Đức Từ Trí. Xin đây Đại Đức Từ Trí Quang Hỷ giúp đọc lại cho tám biến cách ở trong cái chú thường chú thích riêng chứ phải trong bài học, mà cái phần được thì tôi siêu soạn đấy. Đọc trở lại thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Được, tôi xin phép đọc lại phần chú thích của tám cách. Tám biến cách của danh từ đặc biệt rất quan trọng với người học và ngữ Bali. Sau đây là định nghĩa và cách dùng những biến cách này do giáo sư Giáp Giới biên soạn. Chủ cách thường dùng làm chủ từ của câu. Thí dụ, Buddha Thamman De Se Ti, Đức Phật thuyết pháp. Đối cách thường dùng làm túc từ hay đối từ trực tiếp cho động từ. Thí dụ, Gaman Gacchami, tôi đến làng. Sử dụng cách thường dùng trong ý nghĩa phương tiện của hành động hay nói lên sự hợp tác. Thí dụ, Buriso Ratina Yati, người đàn ông đi bằng xe. Ahan Tawasaha Watsami, tôi sống với anh. Chỉ định cách thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ hay làm túc từ cho những phân từ hoặc để nói lên mục đích. Thí dụ, toàn và chakasa aharan đề xí, anh cho vật thực đến người hành khất. Nam mô Buddhaya, tôi cung kính Đức Phật. Buddho lokahitaya lokasukhaya thamman đề xê xí, Đức Phật thuyết pháp vì lợi ích cho đời. Xuất xứ cách thường dùng trong ý nghĩa tách rời hay xuất phát. Thí dụ, Soge Hasma Nikami, nó đã ra khỏi nhà. Migo Yat Gam Ha Hòa Dí, con nai đã sợ con hổ. Sở thuộc cách thường dùng trong ý nghĩa chỉ quyền sở hữu. Thí dụ, Gehe Me Bituno Aho Si, ngôi nhà của cha tôi. Ăn đà ní, những trứng của gà mái. Định sở cách thường dùng trong ý nghĩa chỉ thời gian nơi chốn. Thí dụ, Atite Kale Raja Ratchankaru Tí, vào thời quá khứ của nhà vua cai trị quốc độ. Ahang Gamasmin Chiwami, tôi sống trong làng. Hô cách thường dùng để kêu gọi trong câu đàm thoại. Thí dụ, Gacchatha Pikawe Quê Salim, hỡi chư tỳ kheo, hãy đi đến thành Quê Sali. Ehi Ta Ta Bút Tá, hãy lại đây con trai cưng. Chào kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đó là những phần chú thích về tám cách do Thượng Tọa Tỷ Sư biên soạn. Và bây giờ thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quay trở lại để giảng giải về tám cách. Cảm ơn Từ Trí.
Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta học với học Pali đó, thì đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng có rất là nhiều điều để phải nhớ, và nhớ một cách rất là mệt mỏi. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này với quý Phật tử trong việc học Pali. Là khi chúng tôi sang bên Thái Lan thì chúng tôi hay gặp một cái chuyện là Thái Lan là một quốc gia Phật giáo mà người ta có rất nhiều cái quy định, những cái quy luật về sinh hoạt của chư tăng. Dạ, sinh hoạt chư tăng, chúng tôi lấy ví dụ như là đi vào chùa thì phải mặc y như thế nào, khi gặp các vị trưởng lão phải đảnh lễ thế nào, khi vào ở trong cái phước xá chỗ chư tăng ngồi đó là mình phải ngồi như thế nào, chứ mình không có phải là giống như Việt Nam mình là nó có cách tùy tiện đó, mỗi người có cái ý riêng, có cái kiểu riêng, muốn làm kiểu nào cũng được. Khi mà Phật tử vào chùa thì không có không có cái luật rõ, cũng như dĩ nhiên là có một số chùa luật rõ nhưng mà Phật tử thập phương không rõ. Thì là một nhà sư á, chúng tôi sang bên Thái Lan á, cảm thấy rất là tương đối là phải mình phải học rất nhiều thứ. Ở bên Thái Lan, ví dụ như một vị tăng vào trong chùa, cái chỗ nơi thờ phượng mà đeo cái đải trên vai đó, thì cái đó là một hành động bất kính. Dạ. Mà phải phải cong cái cánh tay lại ngay phía trước đó, mình treo cái đải ngay ở trên tay mình, chứ mình không phải đeo trên vai. Đeo trên vai khi nào mình rời khỏi chùa và ra khỏi gần tới cổng chùa mới đeo trên vai, ví dụ. Nhưng mà sau thời gian gắn ở bên đó, đó thì chúng tôi nhận ra một điều, đó là những cái luật lệ đó nó làm cho thoải mái cho mọi người. Hễ mình làm đúng thì không ai nói gì mình hết. Còn ở Việt Nam mình thì thật ra nó không có luật lệ về chuyện đó hết. Ai muốn làm sao làm. Chúng tôi thậm chí là thấy rằng quý Phật tử Việt Nam mà vào trong chùa, vào phòng khách đó, cái chỗ ngồi của vị sư cả hay là vị trụ trì hay là của thầy trưởng lão cũng leo ngồi luôn. Và người Việt Nam ít có cái sự phân biệt với người Thái, chỗ nào là của chư tăng ngồi là ngồi, chỗ Phật tử ngồi là ngồi, nó có sự riêng biệt. Chúng tôi kể cái chuyện đó để quý vị thấy rằng cái luật lệ đó nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy hơi nhiều, cảm thấy hơi phiền nữa thời gian ban đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chịu học thời gian rồi đâu vào đó, đó thì chính những cái luật lệ đó sẽ làm cho chúng ta dễ chịu, thoải mái hơn, không có khó khăn. Thì học tiếng Phạn cũng vậy. Chúng tôi hiểu rằng khi thì tòa Từ Siêu mà được yêu cầu để trở lại với tám cách này thì thật ra thượng tọa không có nhiều cảm hứng. Và cái đó chúng tôi biết. Và thứ nhất là đây là những cái gì thuộc về bài học sơ đẳng và đã dạy từ rồi rồi, nhưng mà tuần này phải trở lại thì khi cái tâm trạng của vị thượng tọa Từ Siêu, chúng tôi biết là đừng có hơi chán. Dạ. Nó không có hào hứng lắm, không có nhiều hứng thú đi giảng bài này. Nhưng chúng tôi thưa quý vị như vậy là chúng ta nên tìm cách đi học cho tám cách này. Quý vị Phật tử nào mà học tiếng Phạn đó mà thuộc được tám cách này thì nó lợi đủ điều hết. Dạ. Không phải lợi một lúc, một bây giờ mới lợi về lâu về dài, là nguyên cả khóa học còn lại quý vị đều dùng cái tám cách này ở trong rất nhiều bài học. Thì nói tám cách thì nghe thấy đầu tiên đó là chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ vào trong chùa đó thì thường là mấy sư người biên hay đọc thuộc lòng. Dạ. Thí dụ như là Patama Bhutto, Patama Bhutthe chẳng hạn, mà họ đọc luôn liên tục, đọc như con vẹt vậy đó. Nhưng mà khi đọc rồi quen rồi nhớ. Dạ.
Chúng tôi đề nghị quý Phật tử, mỗi người có cách học riêng và mỗi người có cách giới riêng. Nhưng mà nếu chúng ta vào học thì chúng ta nhớ cho rõ 8 cách là chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách, hộ cách. Dạ. Chúng ta học thường xuyên về những cái 8 cách này. Chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách. Quý vị không cần nhớ rõ được, thuộc lòng được 8 cái này thuộc lòng. Dạ. Chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách, hộ cách. Dạ. Nhớ rõ. Rồi bây giờ, sau khi mà chúng ta thuộc 8 cách này mà thuộc nhân duyên đó, thì chúng ta sẽ lấy một chữ. Thí dụ như trong bài học này có một cái mẫu chữ là cái mẫu chữ mà chúng ta gọi là Nara. Nara là nhân loại hay là con người hay là người đàn ông. Nara. Dạ. Thì chúng ta thấy rằng chủ cách là Naro, Nara. Đối cách là Narang, Nare. Sở dụng cách là Nare, 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 Phi. Chuyên cách là Nara, Giá, Narasa, Nara, Năng. Xuất xứ cách là Nara, Naramha, Narasma, Nare, Hi, Nare, Phi. Sở thuộc cách là Narasa, Nara, Năng. Định sở cách là Nare, Naramhi, Narasmi, Nare, Su. Hô cách là Nara, Nara, Nara. Thì quý vị như vậy, thật ra trong một câu chúng tôi đọc, ấy, nó có một chữ hay hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ. Nó có chia ra số ít và số nhiều. Nhưng chúng ta không cần học nhiều. Chúng ta học cái cách của hồi xưa mà ta học là họ lấy một chữ. Một chữ, chữ Nara là dễ nhất. Nara là dễ nhất. Dạ. Dễ nhớ nhất thì chúng ta cứ đọc Naro, Nara, Narang, Nare, 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 Hinare, Phi, Nara, Ya, Narasa, Nara, Nang, Nara, Naramha, Narasmin, Nare, Hinare, Phi, Narasa, Nara, Nang, Nare, Naramhi, Narasmin, Nare, Su, Nara, Nara, Nara. Dạ, chúng ta đọc như vậy. Mình học thuộc lòng sống, mình phân biệt. Phân biệt thí dụ như trong chủ cách thì số ít là Naro, số nhiều là Nara. Ở trong đối cách là Narang, Nare thì dễ rồi. Nhưng mà sở dụng cách thì số ít Nare nó chỉ có một. Nhưng mà sở dụng cách mà số nhiều thì có hai là Nare, Nare, Phi. Dạ. Cái âm thanh đó dần dần quý vị sẽ quen. Dạ. Rồi chúng ta nói chỉ định cách thì số ít là có hai Nara và Narasa, số nhiều là Nara Năng, xuất xứ cách thì hơi nhiều chút, xuất xứ cách thì số ít có ba, số nhiều là có hai, có ba là Nara, Naramha, Narasma, nhiều là Narehi, Narefi. Thì chúng tôi thưa quý vị là hồi nhỏ thì chúng tôi hay nhớ mang máng là cái gì chữ E và chữ Ý. Dạ, Nare, Phí, Nare, Hí, Nare, Phí. Thì có chữ E, chữ Hí là số nhiều. Dạ, nhớ như vậy. Nhưng mà học thời gian thuộc mau lắm thưa quý vị. Dạ. Mình học thuộc cái bản này giống như học thuộc bản cứu chương vậy đó. Dạ, học bản cứu chương. Dưới bản này nó có những cái chữ như là Ác Ký. Là cái chữ cuối cùng đó là chữ Ý chứ không phải chữ Á. Thì nó chia hơi khác một chút. Nhưng mà nó hao hao giống nhau. Dạ, chúng tôi hào hào giống nhau. Thật đây là cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên rất quan trọng là mình nhớ về 8 cách. Dạ, 8 cách. Chủ cách, xuất xứ cách, chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách, hộ cách. Nhớ 8 cách, nhớ cho nó nhuần. Nhớ cho nhuần xong rồi thì bắt đầu chúng ta nhớ từng cái chữ. Và sau khi chữ như là chúng ta nói Naro, Nara thì được, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ trở lại chúng ta học thôi. Chỉ định cách nói cái gì, chỉ định cách khác, đối cách như thế nào. Dạ. Ví dụ mình nói là con đã lễ Đức Phật. Tại sao Đức Phật không phải là đối cách mà là Đức Phật là chỉ định cách. Dạ. Buddha giá, Nam mô Buddha giá. Tại sao vậy? Thì cái này là cái những gì mà chúng ta câu hỏi. Mà khi càng đọc câu hỏi, nếu cần hỏi thì hỏi, không cần thì mình tự tìm lấy. Và dần dà rồi nó sẽ sáng, nó sẽ rõ ra. Giờ quý vị nhớ. Cái khó của lớp Phạn ngữ là như vậy thưa quý vị. Là mình phải học thuộc lòng. Dạ. Sở dĩ mà chúng tôi tỉnh từ sự đi lui lại bắt đầu một giáo trình mới. Và ngay ngày hôm nay chúng ta dẫn cũng hơi chậm một chút. Là vì lý do đó là chúng tôi muốn đặc biệt quý vị Phật tử nhớ 8 cách. 8 cách làm sao mình
nằm ngủ mình nhắm mắt, mở mắt ra cũng nhớ liền, đọc liền, chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, sở thuộc cách, xuất xứ cách, định sở cách, thô cách, nhớ liền. Nếu mà chúng ta không có nhớ tám cách á, thật ra mình sẽ có một vài cái vướng vấp về sau này. Thật ra chúng ta nên nhớ bài này một chút. Quý vị Phật tử có nghĩ là không biết Thượng tọa Pháp Tân và Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân và tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy, xin Quang Hỷ cho biết để hỏi quý ngài một câu thảo luận một chút. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu quý vị thấy Thượng tọa Pháp Tân và Thượng tọa Tuệ Quyền vào thì quý vị Quang Hỷ cho chúng tôi biết. Và rồi, thứ vì sau khi mà chúng ta thuộc lòng tám cách ấy, thì chúng ta cứ thuộc lòng cái bản này. Dạ, cái bản này là bản đầu tiên mà chúng ta chia các biến thể của danh từ. Mặc dù quý Phật tử thấy có vẻ hơi khó nhớ đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ai mà nhớ được cái là có một phần thưởng rất lớn. Cái phần thưởng đó là từ đó về sau những cái biến thể danh từ sau chúng ta rất là dễ nhớ, dễ nhớ lắm. Dù là tận cùng bằng ý hay là ú hay dựng rất là dễ nhớ thưa quý vị. Dạ. Thành ra ngày xưa cái lối học cổ điển là học truyền thống từ ngàn xưa đó thì hay chú trọng về việc học thuộc thời gian ban đầu. Dạ. Ngay cả thời mà chúng tôi vào trong chùa học Phạn ngữ thì đầu tiên và nhờ học thuộc lòng đó sau này nhớ rất là dễ. Thí dụ mình nói chủ cách naru nara, đối cách là narang nare, sử dụng cách là nare na rang nare hi nare phi, chỉ định cách là nara ya narasa nara năng, sử cách là nara naramha narasma nare hi nare phi, sở thuộc cách là narasa nara năng, định sử cách là nare naramhi narasmin nare su, hô cách là nara nara Nara. Dạ, mình đọc như vậy cho thật là nhuyễn, đọc hoài cho đến khi mình nhớ được cái này. Bây giờ thì không biết là ở đây có vị Phật tử nào có thể cầm bích đọc sơ cho chúng tôi tám cách này không? Tám cách chia của chữ Nara. Thí dụ mình nói đọc là chủ cách là Naro Nara, đối cách là Narang Nare. Dạ, quý vị có thể đọc cho ba lần cho chúng tôi được. Ở đây có vị nào có thể cầm mic và đọc cho bài này được? Thật ra có nhiều vị ở trong lớp học thì chỉ nghe thì cả đời rất ít khi cầm mic. Thật ra hơi khó để quý vị cầm mic, nhưng mà nếu mà mình học cái này mà mình chịu khó đọc, dạ, chịu khó đọc thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Chúng tôi nhắc lại quý Phật tử là thời gian đầu ban đầu nên học thuộc lòng, và chúng ta nên đầu tư để học thuộc lòng cái biến cách của chữ Nara. Dạ, học biến cách Nara. Ví dụ như mình nếu mà mình có thể đọc luôn cả cái mình có thể đọc luôn cả cái như là chủ cách Naro Nara, đối cách là Narang Nare, sử dụng cách là Nare Nát Nare Hi Nare Phi. Còn nếu không mình cứ đọc Naro Narang Narang Naro Nara Narang Nare Nare Hi Nare Phi Nare Phi chẳng hạn thì cũng được. Nhưng mà nếu đọc trong những cái biến cách, từng biến cách một thì quý Phật tử sẽ dễ nhớ hơn. Quý vị chơi cho chúng tôi. Dạ sư đại đức Thượng Tri nói là có cô Tịnh Hạnh đọc. Dạ mời cô Tịnh Hạnh qua ghi đọc.
Dạ, sa thố con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con xin phép được đọc biến cách của danh từ Nara. Nara, chủ cách. Naro, Nara, đối cách. Narang, Nare, sử dụng cách. Nare, Ná, Nare, Hí, Nare, Phí, chỉ định cách. Nara, Giá, Narasá, Nara, Năng, xuất xứ cách. Nara, Narama, Narasma, Nare, Hí, Nare, Phí, sở thuộc cách. Narasá, Nara, Năng, định sở cách. Nare, Naram, Hí, Narasmin, Nare, Xú, hô cách. Nara, 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 biến cách của danh từ năm tánh vị ngữ A là số ít và số nhiều. Chủ cách là ô A, đối cách là ăn E, sử dụng cách là E Ná, E Hí, E Phí, chỉ định cách là A Giá, Ách Xá, A Giá, Ách Xá, A Năng, xuất xứ cách A, Âm Ha, Asma, E Hí, E Phí, sở thuộc cách Ách Xá, A Năng, định sở cách E, Âm Hí, Asmin, E Xú, hô cách A, A, A. Dạ, con đã đọc xong, con kính gửi mic lại cho tưởng và giác đẳng anh nắm một cái tay nha. Sa thú cảm ơn cô Thư Lưu Tinh Thần. Thưa quý Phật tử, chúng tôi biết rằng những vị mới học Pali đó thì đọc cái bản vừa rồi đó, nó giống như là nhai cơm nguội, cơm nguội và cơm khô. Nhưng mà thật ra thì vị nào đã học về ngôn ngữ và học về tiếng Pali thì biết rằng cái bản này nó lại giúp ích chúng ta rất là nhiều. Từ cái việc mà làm quen, rồi chia các danh từ, các biến cách danh từ, và đặc biệt là về sau này khi mà quý học, quý vị qua những cái biến cách khác, thí dụ như là biến cách của những danh từ mà có cái vị ngữ là ý hay là ú chẳng hạn, thì dần dà quý Phật tử sẽ thấy rằng ồ, hồi trước mình học cái này có lợi quá, rất có lợi, và mình bây giờ mình xài được. Bản rất là đơn giản là chúng tôi thưa rằng mình nhớ rằng có tác chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách. Nhưng mà nhớ như vậy đó thì nó chỉ là một bước thôi. Bước sau thì chúng ta nhớ là chủ cách Naru, Nara, đối cách là Nara, Narang, Nare, sở dụng cách là Nare, Nare, Nere, Nere, Phí, chỉ định cách là Nara, Ya, Narasa, Nara, Năng, xuất xứ cách là Nara, Naramha, Narasma, Nare, Hi, Nare, Phí, sở thuộc cách là Narasa, Nara, Năng, định sở cách là Nare, Naramhi, Narasmin, Nare, Su, hô cách là Nara, Nara, Nara. Và nếu vị nào mà còn thấy siêng nữa, dạ, nói xin nữa thì đọc chủ cách số ít Naro, chủ cách số nhiều Nara, đối cách số ít là Narang, đối cách số nhiều là Nare, sử dụng cách số ít Nare Ná, sử dụng cách số nhiều Nare Hi, Nare Phí, định cách Nara Ya Narasa, sử dụng cách số nhiều Nara Năng, sức sức cách số ít Nara, Naram Ha, Narasma, sức sức cách số nhiều Nare Hi, Nare Phí, sở thuộc cách là Narasa, Nara Năng, số ít là Narasa, sở thuộc cách số nhiều là Nara Năng, định sở cách là Nare, Naramhi, Narasmin, định sở cách số nhiều là Nare Su, hô cách số ít Nara, Nara, hô cách số nhiều là Nara. Dạ. Thì thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc như vậy đó, ban đầu nó hơi líu lưỡi, nó không quen, nhưng mà khi chúng ta đọc nhuần nhuyễn rồi đó, và đặc biệt là nằm lòng nhớ được đó, thì giống như mình làm toán mà nhớ được bản ngữ chương, mình nhớ bản ngữ chương áp dụng rất là nhiều. Dạ, áp dụng rất là nhiều, ngay cả khi mình lớn lên trong đời sống hàng ngày, tính toán cộng trừ nhân chia thì chúng ta việc chúng ta rất cần bản ngữ chương. Chúng ta không nhắc tới bản ngữ chương, thậm chí nhiều người quên đi, nhưng mà ví dụ mình nói 7 năm 35 thì mình nhớ rất là rõ. Thật ra hồi nhỏ tại sao mình đi học, ta bảo mình nhớ bản ngữ chương. Thời bây giờ đó thì chúng ta không có chú trọng học thuộc lòng nhiều. Tuy nhiên, ngay cả khi mà mình đi học tiếng Anh đó, thì học sinh ngữ mà không có dùng tới trí nhớ, không chịu nhớ thì nói thân người ở ngoài là cái như thua. Dạ, học sinh ngữ thì phải nhớ. Và đối với chúng tôi đó, thì cái nhớ những điều này đó, nó cũng là một cách để luyện cái sự tập trung. Dạ, luyện tập trung. Dĩ nhiên là học sinh ngữ thì nó không giống như là mình tu thiền.
tu thiền thì cái định lực nó quan trọng hơn, nhưng mà ở đây nó cũng là cách tu tập về định lực. Khi mà chúng tôi sang Tây Tạng hay sang Miến Điện thì chúng tôi thấy có cái truyền thống rất là hay, mà chúng tôi ao ước là người Việt Nam chúng ta có thể học theo cái truyền thống đó, là họ làm những cái thẻ, chúng ta gọi là cái flashcard, và những cái thẻ, và những cái thẻ này đó là những cái thẻ mà một cái người, một vị sư cầm cái thẻ lên trên chánh điện, hay cầm một quyển kinh lên chánh điện ngồi đó, thì chúng quanh mình là cả hàng trăm hàng ngàn vị mà đọc phan rền, mỗi vị đọc một kiểu và chứ phải đọc chung với nhau. Ví dụ một vị cứ ngồi đó đọc là naro nara narang nare re nat nare hi nare phi nara ya nara san nara năng, chẳng hạn, đọc đi đọc lại hoài. Và cái đặc biệt nữa là trong một cái pháp xá lớn có cả ngàn vị ngồi đó, thì tất cả chư tăng đều quyền tự do đọc, mà đang lấy đọc cái gì mình học thôi, chứ không phải hòa nhịp với mọi người. Và lâu ngày nó tạo thành sự tập trung rất lớn. Và khi mà có những cái nhớ căn bản này rồi đó, thì đều áp dụng được rất nhiều. Có thể cả cuộc đời mình đi học và cả cuộc đời học bây giờ, thí dụ mỗi lần chúng tôi đọc ở trong kinh bằng phản ngữ thì những cái này chúng tôi cũng phải sử dụng thôi, cũng sử dụng thôi, là nó lợi lạc lắm. Và chúng tôi nhắc quý vị một điều rằng nhiều vị mới thấy thì hơi ngán, nhưng mà nếu quý vị đã đọc thuộc cái bản này rồi thì những bản về sau mà chia những phân chia về danh từ quý vị sẽ nhớ dễ lắm, nó chỉ khác đôi chút thôi. Dạ, khác đôi chút, nên chịu khó thời gian đầu thì mình học nhiều một chút, chú trọng thuộc lòng một chút, nhớ cái này có lợi. Mình hay nhớ chuyện này chuyện kia, những cái tạp niệm, thì thay vào đó mình nhớ cái văn phạm tiếng Phạn, như văn phạm tiếng Phạn để làm quen, khi mình học Phật pháp thì dễ hơn, học pháp Phật pháp dễ hơn thì nó tạo cái duyên lành cho chúng ta. Nên chúng ta nên biết tự khích lệ chính bản thân của mình, biết tự tìm cách để mà học. Xin được hỏi, không biết là thượng tọa tân quyền có vị nào có trước máy và có nghe được không? Nếu chị Tăng có nghe được thì chị Tăng hoan hỷ cho biết. Bây giờ thì thưa quý vị, sau khi mà chúng ta ôn lại phần phạm á, thì chúng tôi muốn bước qua phần ngữ vựng một chút. Cũng ngữ vựng này cũng hơi dài. Mỗi lần học ngữ vựng thì chúng tôi nhớ hồi nhỏ, ở trong nhà mà mẹ mà bỏ lọc rau thơm thì chúng tôi ngán lắm. Tại rau thơm ở miền quê, thưa quý vị, chúng ta không ra một rổ, chúng ta một thúng rau. Một thúng rau ăn cũng hơi ngán, ăn thì ngon, nhưng ăn bánh xèo thì ngon, nhưng mà lọc rau thì ngán lắm. Do vì chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, là cái rau nào chúng tôi thấy nó tươi mình lấy ra trước, lấy ra tươi trước. Còn những cái rau mà nó nửa tươi nửa héo á, thì mình lựa chọn là đợt thứ hai. Nhưng đợt đầu thấy rau tươi lọc. Và thậm chí chúng tôi còn có cách là làm sao cho mình thoải mái, bằng cách là mình tập trung vào những cái rau nào mình thích. Thí dụ như ăn rau sống thì có rau kinh giới, hay là rau răm, hoặc là rau dấp cá, hay cải xanh rồi chẳng hạn. Nhưng cái nào mình thích thì mình lặt trước, thì nó cũng là một điều thú vị. Có nhiều người thích để lặt sau. Thì trong một cái danh mục liệt kê nhiều cái ngữ pháp giữ vững như vậy thì thật ra cũng hơi nhiều cho quý Phật tử. Nhưng mà chúng ta có một tuần để học. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những cái nhóm mà có thể tập trung với nhau, như là Buddha là Phật, Dhamma là Pháp, Sangha Tăng, hay là Kupala là vua, Lakasa là nông dân, Kasaka là nông dân, Lê Kách Cá là thư ký, Kupala là vua, Đa Sa là nô lệ. Và mình học nhờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu.
Dạ, xin lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ, quý Phật tử có nghe được không? Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thưa quý vị, có một cái điểm lợi mà bây giờ quý vị Phật tử không có. Đó là như Thượng Tọa Thầy Sư và chúng tôi đó, phải học thuộc kinh Pali trước khi mà học văn phạm, hiểu nghĩa. Thí dụ như hồi mới vào chùa thì lúc đó sư trưởng có ra yêu cầu là phải học thuộc bao nhiêu bài kinh đó, như là Tam Bảo, kinh Quán Tưởng, thì mình đọc cứ Itiviso Phakuba Rahang Samma Sambuddho. Và cái tuổi còn nhỏ thì nó cũng dễ, nhưng mà có điểm là ban đầu thì chỉ học thôi, học mà chúng ta đã học giống như cái máy cassette thâu âm lại vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Khi mà mình học thuộc lòng rồi, rồi sau này khi mà mình học vào văn phạm thì nó có những chữ quen thuộc. Chúng tôi lấy ví dụ như là chữ Phật, Pháp, Tăng, hay là chữ Lô Cá là thế gian, Akasa là bầu trời, Suriya là mặt trời, Chanh đó là mặt trăng, Mắt Gá là đạo là con đường, Burisa là người đàn ông hay là người chẳng hạn, Đa Xá là người làm công hay là nô lệ. Thì những chữ này mình bắt gặp rất là nhiều, bắt gặp rất là nhiều ở trong các bản kinh tụng. Do như vậy thành ra mình học tương đối nhanh. Nếu mà quý vị đã học kinh tụng rồi thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng những cái phần ngữ vựng này nó không khó, mà nó lại mở cho chúng ta thêm một số. Cái này là cái cho quý vị chờ chúng tôi một chút. Nãy giờ cái nick của chúng tôi nó bị nick mà chúng tôi đang nói chuyện với việc sau, nhưng mà cái nick của bên chùa Pháp Luân, cái nick chùa Pháp Luân thì internet nó bị connect disconnect luôn. Sự thưa quý vị, hôm nay có lẽ là cái lễ cựu chiến binh ở Mỹ cũng là một ngày nghỉ lễ của mọi người. Bây giờ thì ở khắp nơi, chắc là ở Việt Nam bị vợ miệng về, trong những ngày lễ người ta xài internet rất là nhiều. Và do xài internet thì đôi khi chúng ta là bị cản trở. Thật ra cái nhu cầu mà xài internet của con người bây giờ nó vượt xa hơn là tất cả sự suy nghĩ của mọi người. Trước kia thì chúng ta chỉ có cần là đọc tin tức, bây giờ là phải coi video, rồi có nhiều người họ còn chơi game mà online. Thật ra tương đối là cái khả năng cung ứng của các cái hãng mà internet nó không có đủ. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ tùy duyên cách này cách khác. Quý vị biết rằng thời gian sau này đó, là đa phần chúng tôi xài internet, chúng tôi xài qua điện thoại. Ở điện thoại thì nó không có mạnh như là ở nhà, nhưng mà nó ít có bị gián đoạn hơn. Còn vị nào xài ở nhà thì chúng tôi rất là phiền. Chúng tôi trở lại với cái phần học Pali đó. Có một vài vị tìm cái nguồn cảm hứng là thích nghe kinh Pali. Thích nghe kinh Pali. Chúng tôi để ý thấy một điểm này là Chư Tăng ở bên Mỹ đó thì không có tụng kinh Pali hay như Chư Tăng ở Việt Nam. Một lý do là ở bên Mỹ thường là Chư Tăng ở một mình, mà tụng kinh Pali mà tụng hay là phải nhiều người. Nhiều người. Quý vị thỉnh thoảng nghe một vài cái băng kinh tụng, vài cái băng kinh tụng mà ở trên ở trong lớp học mở ra, như là tụng kinh Diệu Pháp Luân, hay là các buổi lễ mà Chư Tăng ba vị bốn vị mà cùng nhau tụng, thì quý vị nghe cảm thanh rất là khác hơn là khi tụng một mình. Và rồi cũng một điểm nữa là khi một người mà thích nghe kinh tiếng Phạn, tụng kinh tiếng Phạn đó, cũng là một cái duyên để mà chúng ta nghe được, học tiếng Phạn mau hơn. Một cái điểm mà chúng tôi cũng ở đây chúng tôi quý vị phật tử, quý vị hãy chờ chị một chút. Hello. Dạ, kính bạch sư, con đi rất
Dạ. Dạ, nhà sư Nguyên Thông đang ở chùa, được đang ở trong trái đường đó. Được không, có thể vô gặp sư Nguyên Thông. Được không, tới chùa chưa? Dạ. Dạ, chỗ trái đường, chỗ chưa tăng độ cơm mới được không? Dạ. Dạ. Dạ, xin hỏi quý vị có còn nghe được không? Thưa quý vị, có nhiều cái trường hợp ở trong kinh nói rằng những cái chúng sanh mà nghe cái âm thanh, nghe cái âm thanh mà hoan hỷ với cái âm thanh đó thì cũng là cái nhân sanh tâm thiện mà sanh về cõi an lạc. Ở trong Túc Sinh Truyện có ghi rằng có một số các con dơi mà nghe Chư Tăng tụng những cái Marika của thằng Pháp, tụng cái âm vang rồi lâu ngày nó trở nên quen thuộc, và mỗi lần nghe Chư Tăng tụng cái rất là hoan hỷ, thì điều đó cũng trợ duyên rất nhiều. Trợ duyên rất nhiều, chứ không có phải là đôi khi mình nói là sắc tướng anh không có quan trọng, chứ tôi không nói là nó quá quan trọng, nhưng mà nói theo ngôn ngữ của Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thường giảng là cái gì làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì cái đó là cái tốt. Là nó có nhiều vị mà nghe Chư Tăng tụng kinh cảm thấy rất hoan hỷ. Thì khi mà chúng ta hoan hỷ với lời kinh Pali đó, và lời kinh tiếng Phạn với Phạn ngữ đó, mà mình thực sự hoan hỷ rồi thì mình học sẽ nhanh và học có nghĩa. Đối với Chư Tăng, như trường hợp Thượng Tọa Từ Siêu hay chúng tôi đó, thì việc học tiếng Phạn, rồi sau đó mình có thể đọc được những bản kinh mà mình tụng, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và do vậy nó nhớ nhiều hơn. Khi mình nói Ibiso Phakawa Arahang, chữ Arahang là ứng cúng, thì mình học là Ari và Hata là xác tặc. Arahati nghĩa là xứng đáng. Thành ra nhìn là ứng cúng hay là đứng trọn lành. Samma Sambuddho, Samma Sambuddho là bậc tự mình giác ngộ một cái chân chánh, gọi là chánh biến đi. Rồi Vicca Charana Sammano, Vicca là minh, Charana là hạnh, Sammano là đầy đủ. Vicca Charana Sammano là minh hạnh túc. Không phải là mình mình siêng học, mình giỏi học gì, nhưng mà kinh tụng bốn đã quen rồi, rồi bây giờ mình học tiếng Phạn tự nhiên mình hiểu, mình cảm thấy thích, rất là hoan hỷ. Thật ra khi mà còn nhỏ thì học lại nhanh hơn. Và một điểm khác nữa, thưa quý vị, một ở trong những điều mà khiến cho việc học tiếng Phạn nó dễ dàng hơn, đó là mình học tiếng Phạn, là quen tiếng Phạn thì mình nghe về giáo pháp mình thích hơn, nghe về giáo pháp thích hơn, và đôi khi nó chuẩn xác hơn. Ví dụ mình nói nghiệp, không biết nghiệp là gì, nhưng mà nghiệp là karma. Karma, và chúng ta có cái động từ karoti, có tiếng Phạn là ka, nghĩa là tạo tác. Tạo tác thì đối với người thường mà không học Phật pháp thì nghe chữ nghiệp giống như cái định mệnh quá khứ. Nhưng mà với một vị mà đã học ở trong tiếng Phạn nghe chữ karma thì mình biết đó là nói về sự tạo tác, và sự tạo tác tạo quả, sự tạo tác gây ra cái quả về sau này. Chúng ta có thể hiểu mau và hiểu dễ, và cái hiểu là chúng ta khoan hỷ. Ví dụ như là cái chữ giới, giới mình nghe nói giới, nhưng mà ở trong tiếng Phạn thì chữ giới nó có nhiều nghĩa. Thí dụ như nó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì mình học mình biết là đó chữ avacara. Cái chữ giới này nó khác với cái chữ mà chúng ta gọi là giới lực, là sila. Và nó chữ khác với chữ giới là nguyên tố, là tha tú. Tha tú, ví dụ vững xứ giới đế. Và chữ giới đó nó khác với chữ sima, là ranh giới, hay là kiết giới, hay là một cái người Phật tử mà không có biết rõ cái chữ Phạn đó thì nghe chữ kiết giới và tục giới, tưởng là hai chữ giới giống nhau,
Nhưng mà thật ra chữ kiết giới đó, hay chữ kết giới đó, thì chữ giới đó là ranh giới, à, đó là chữ si ma. Còn chữ tụng giới thì chữ giới đó là chữ si lá, là giới luật, là điều được Phật ban hành. Thì khi mà mình học tiếng Phạn á, nó có những cái lợi là làm cho chúng ta trở nên rõ, trở nên thích thú hơn. Tương tự như là bây giờ mà quý vị quen xem những cái YouTube hay xem những cái phim mà nó rõ nét rồi đó, mà mình coi lại những cái phim mà nó mờ mờ hồi xưa, mình thật ra không muốn coi được, tại vì nó mờ nhạt quá đi, giờ nó mờ quá mà không muốn coi. Mà thời đó đó thì thưa quý vị, cái máy quay phim và cái khả năng để mà chiếu hay là chuyển đi nó không có được rõ nét như bây giờ. Bây giờ chúng ta nói đến 4K, chúng ta nói đến HD High Definition chẳng hạn, thì mình coi rất là thích. Mà hãy coi cái gì rõ rồi, cái gì mù mờ mà không thích được. Yeah. Một Phật tử mà học tiếng Phạn một thời gian là quen với từ vựng, là quen với những sự khác biệt, thì lúc bây giờ chúng ta không còn muốn nghe cách nói mà nói chung chung, nói cho có nữa. Người ta thích cái cách nói nó chuẩn thực, và Phật pháp trở nên nó hiện rõ đối với chúng ta nhiều hơn. Vì điều đó cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ. Thật ra có một số sách vở của phương Tây đó, họ khuyến khích thí dụ mình học chữ Phạn đó, mình nên có 1.000 từ vựng hay là 300 từ vựng căn bản, và những từ vựng này được chọn lọc ra. Một khi mình biết được những từ vựng này rồi đó, thì mình sẽ thoải mái đi lại ở trong cái khu vườn mênh mông đó, và khu rừng mênh mông của học thuật, chúng ta cảm thấy rất là quan hỷ. Thì ở đây chúng tôi biết rằng phần ngữ vựng nó hơi khó nhớ, nhất là đối với Phật tử Việt Nam không quen tiếng Phạn, nhìn vào cái bản liệt kê về ngữ vựng nhiều chữ quá. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, chúng ta có một điểm là chúng ta học trên Internet, và thường là chúng tôi làm bài, chúng tôi hỏi quý vị như vừa rồi, có rốt cuộc chúng tôi cũng có góp ý làm bài cho quý vị, nên không có khó khăn lắm đâu. Là từ từ chúng ta sẽ nhớ, tại sao sau vào phạm duy là nhớ được từ vựng. Nhưng mà chúng tôi có cái đề nghị quý vị là có một cách học mà từ xưa tới bây giờ và chưa bao giờ sai và chưa bao giờ mà không có kết quả, đó là học bằng flashcard. Và flashcard tức là sẽ nhớ, chúng ta sẽ nhớ trong một bài học thì mình chiết xuất ra. Như hồi nãy chúng ta học về cách chia chữ nó ra, thì cả 8 cách chia chữ nó ra nó nên là một cái thẻ nhớ, nằm trong thẻ nhớ, và cầm thẻ nhớ mình đi tới luôn mình học. Con người mình không có điều gì mà mình không làm được nếu mà mình có đủ cái sự ưa thích. Ở trong kinh có nói đến có nói đến 4 pháp gọi là tứ thần túc, và tứ thần túc bao vệ hấp trợ bồ đề đó, thì có dục thần túc, cần thần túc, tâm thần túc và thẩm thần túc. Thì dục thần túc tức là hiệu năng của ý muốn, và cần thần túc là hiệu năng của sự nỗ lực, tâm thần túc là một cái hiệu năng của cái tâm tương ứng thích hợp thuần quả, và thẩm thần túc là hiệu năng của trí tuệ. Thì nếu chúng ta thật sự muốn, nếu chúng ta thật sự thích và chúng ta nỗ lực và tâm của chúng ta nó tương thích với cái gì mà mình học đó, và đồng thời chúng ta có trí tuệ nữa, thì bốn cái đó nó khiến cho mình thành tựu không những thiền định thần thông mà ở trong đời sống hàng ngày mình thành tựu rất là nhiều. Một người nào học tiếng Phạn mà mình cảm thấy ưa thích, cảm thấy hoan hỷ và cảm thấy rất là thích học, thì học sẽ mau hơn. Chuyện đó thường thấy ở trong đời sống thưa quý vị. Nên chúng ta đang có một cái cơ hội rất là lợi lạc. Cơ hội đó là một số chư tăng và Phật tử tập trung ở trong lớp Phật pháp Buddha-dhamma này cùng nhau để học phản ngữ Pali. Và quý vị thấy những cái bài kinh ở trong các giáo trình, nhất là giáo trình tương ứng, nói chung là tất cả các giáo trình thì đều có sử dụng tới ngôn ngữ Pali hết.
chúng tôi không có nhớ là hồi nhỏ tới lớn chúng tôi ở đâu mà có cái môi trường mà để quý vị có thể học và sử dụng phản ngữ Pali nhiều như ở trong lớp học này. Dạ, hầu như lớp học nào chúng ta cũng có sử dụng được hết. Và ban đầu thì mình nghe nó hơi xa lạ, nhưng mà dần dần rồi không còn xa lạ nữa, dần dần quen thuộc. Và số quen thuộc đó thì quý Phật tử sẽ tìm thấy được một đặc điểm rất là lợi ích, rất là thích thú, là dần dần rồi mình học một chữ thì mình vui một chữ, mà mình học giống như là rót mật vào lòng, tức là lúc đó chúng ta không còn ngày nó khó khăn, nó kỳ thị nữa, mà mình cảm thấy thích học. Dạ, thích học. Trong một bài kinh như vậy có bao nhiêu chữ mà được chú thích, chúng ta học thuộc được chữ nào tốt chữ đó. Nhưng mà nói chung là mình phải tác động được cái lòng yêu thích, mình phải khơi dậy được cái lòng niềm hoan hỷ của chúng ta, thì chúng ta sẽ học nhanh hơn. Và thưa quý Phật tử, ngoài cái chuyện mà dùng cái flashcard đó, chúng tôi đang nói chuyện quý vị mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng tôi sẽ làm cho quý vị một số, dạ, làm một số flashcard cơ thể nhớ cho quý vị để quý Phật tử có thể sử dụng, và có thể sử dụng ở trong Zoom cũng được. Nhưng mà ngoài những cái thẻ nhớ như vậy đó thì thẻ nhớ bây giờ dễ lắm thưa quý vị, chúng ta chỉ cần bỏ vô vô cái WinWord hay gì đó, mình in nó ra. Dạ, in nó ra. Nếu quý vị thích thì in từ giấy NHP11, không thì chúng ta in 4x6 cũng được, thì mình in những cái thẻ đó ra, mình có thể sử dụng cầm tay mang theo. Và rồi có lẽ là ở trong tương lai trước khi nghĩ rằng một hai lớp học đầu thì bài tập không có chiếm nhiều thời giờ, nhưng mà theo ước tính của chúng tôi thì ở trong bắt đầu bài thứ 3, thứ 4 trở đi thì chúng ta sẽ bài tập sẽ nuốt một cái lượng thời gian lớn đến nỗi mà không có thời giờ khác. Thì trung bình là chúng ta sẽ có khoảng 1 tiếng đồng hồ để làm bài tập dịch từ tiếng Việt sang tiếng Phạn, từ tiếng Phạn sang tiếng Việt, rồi ta sẽ tiếng Việt sang tiếng Phạn. Như vậy là quý Phật tử sẽ có nhiều thì làm bài tập. Làm bài tập đó là một ở trong những cách mà tốt nhất để học, mà để học ngôn ngữ. Ngày xưa ta nói văn ôn võ luyện, nhưng mà không có cái gì mà giúp cho chúng ta tốt bằng mình học bằng làm bài tập hết. Yeah. Và có một điểm mà chúng tôi muốn quý Phật tử lưu ý đó là trong cái giáo trình của Ngài Buddha đã soạn á, thì Ngài soạn cho sinh viên đại học, và đồng thời Ngài soạn với một cái tập chú là cho những người nói tiếng Anh, mà Ngài tin rằng những người tiếng Anh đó là tương đối họ hiểu về văn phạm. Ở đây thì chúng ta cần làm lại rất nhiều thứ, nhưng một trong những thứ là chúng tôi sẽ có những cái định nghĩa, có những định nghĩa về những thuật ngữ văn phạm, thí dụ như đệ nhất chuyển hóa ngữ, thí dụ như bất biến quá khứ phân từ, hay là chúng ta nói về những cái mệnh đề, những danh động từ, những tha động từ, tự động từ chẳng hạn. Những cái chữ đó thì ở trong giáo trình chỉ nêu lên chứ không có định nghĩa, và chúng tôi sẽ làm công việc ở trong cái việc làm công việc nghĩa đó. Khi một khi chúng ta quen với những cái thuật ngữ văn phạm mà, thì quý Phật tử sẽ cảm thấy cái giáo trình nó gần gũi và nó dễ học hơn. Chúng tôi biết rằng người của chúng ta, người Việt Nam chúng ta thì cái ngôn ngữ tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, mà mình đâu có cần phải học về văn phạm để mình nói. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng nói trật. Người xứ nào cũng vậy, ngay cả người Mỹ, người Anh, họ nói tiếng Anh cũng có nhiều cái trật tiếng Phạn, tiếng trật văn phạm, nhưng mà họ cứ nói thôi thưa quý vị. Ví dụ như ta nói long time no see, long time no see, thì cái chữ đó rất là trật, nó rất là trật, nhưng mà người ta nói rất cũng quen thôi. Ví dụ như là hai người nói chuyện với nhau mà một người nói là I love you, rồi người kia, người Việt Nam cứ nói là me too. Mình hiểu chữ me too tức là nói là mẹ thương con,
rồi mẹ thương con, rồi mình nói Me Too, tức là con cũng thương con, chứ không phải là con thương mẹ. Thì chữ Me Too đó tức là mình lặp lại cái câu của người mẹ nói. Và nhưng mà nói cho đúng và phạm, mình không trả lời là Me Too, mình nói là likewise. Và likewise tức là mẹ thương con thì con cũng thương mẹ. Dạ, hay là I love you too. Nói I love you too thì đúng, nhưng mà nói Me Too thì cái đó, chữ đó không đúng. Nhưng mà người ta nói rất quen thôi, họ nói rất quen. Thì cái chuyện mình long time no see nó không đúng văn phạm chỗ nào hết. Nhưng mà người ta nói, người ta cũng mặc nhiên là ô cái đó cũng xài được, chứ không sao. Nhưng thật sự không đúng. Thì chúng ta nhớ rằng ngay cả cái tiếng đó là tiếng mẹ đẻ của mình không học văn phạm, không học ngữ pháp thì chúng ta cũng nói sai. Đừng nói chi là mình học cái ngôn ngữ một cái gọi là ngoại ngữ, không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Rồi chúng ta sẽ phải học lại vấn đề văn phạm. Văn phạm nó là cái gì tiềm tàng, văn phạm là cái gì tự nhiên. Chúng ta có thể học bằng cái bản năng của mình. Hồi nhỏ mình sinh ra mình đã nghe người ta nói kiểu đó mình nói theo, nhưng mà nhiều khi mình không biết nó là cái gì. Không biết tại sao chỗ đó phải để cái trạng từ thay vì tính từ, tại sao chỗ đó là phải xài phân bất biến quá khứ phân từ thay vì xài cái nguyên ngữ. Mình phải học, và mình phải học. Thật ra cái người học tiếng ngoại ngữ đó, họ có hai cách học. Một là học trực tiếp, người ta đứng học bằng intuition. Intuition tức là mình học bằng trực giác, học bằng phản xạ tự nhiên. Còn cách học khác là chúng ta cần biết văn phạm. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ cần để biết về văn phạm. Và văn phạm sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thưa Phật tử, phần sau cùng của chương trình hôm nay đó, thì trước khi chúng tôi đi sang một vài điểm về giáo trình đó, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị là tuy rằng chúng ta có những cái định nghĩa về văn phạm, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng văn phạm là một thứ quy ước. Nó tùy theo thời, tùy theo xứ, tùy theo hoàn cảnh. Và ở trong cái văn phạm á, thì chúng ta đừng bao giờ đem cái quan niệm của văn phạm tiếng Anh, quan niệm văn phạm tiếng Việt sang để dùng cái văn phạm của tiếng Phạn. Và ngược lại, chúng ta cũng không đem dùng cái văn phạm tiếng Phạn để nói về văn phạm của tiếng Việt. Tại vì tuy là văn phạm, tuy rằng mình có những chữ mà mình phải định nghĩa thế nào là danh từ, thế nào động từ, thế nào trạng từ, thế nào là tính từ, hình dung từ, v.v. Nhưng mà mỗi thứ nó mỗi khác, và mỗi thứ mỗi khác. Ví dụ như ở trong tiếng Anh đó, thì nhân xưng đại danh từ giống như tôi hay là anh, chị, chúng nó, v.v. thì họ, những cái nhân xưng đại danh từ đó là một cái từ loại riêng ở trong tiếng Anh. Nó không thể liệt kê vào ở trong danh từ được. Mà nó là một cái chữ đôi khi được sử dụng để làm cho cái câu nó trơn tru hơn. Nói bà A, hay là bà hoàng hậu đến thăm công chúa, thì bà hoàng hậu là danh từ. Nhưng mà rồi bà lại nhanh chóng trở về hoàng cung. Thay vì mình nói là bà hoàng hậu đến thăm công chúa, rồi bà hoàng hậu nhanh chóng trở về hoàng cung, nghe nó hơi rùm rà. Thì ở phía sau này, hoàng hậu đến thăm công chúa, rồi bà nhanh chóng trở về hoàng cung. Cái chữ bà trong trường hợp đó chúng ta anh gọi là nhân xưng đại danh từ, để cho cái câu nó không có lặp đi lặp lại nhiều. Thì cái nhân xưng đại danh từ đó, trong tiếng Anh nó không có tính là noun, không tính là Bali, mà tính là pronoun, là đại danh từ. Ở trong tiếng Bali thì những cái đó thuộc về một từ loại, một từ loại là na má hết. Hay là ở trong tiếng Anh có những cái gọi là mạo từ. Cái mạo từ ở dưới nhìn nó là a, and, hay là the, hay là the. Thì chữ the nó là một mạo từ của các chỉ định. Mình nói rằng ông Nguyễn Văn A chính là người được mọi người được quý mến, thì
mình nói Mr. I is the one, the one, thì cái đó cái mạo từ chữ the rất là quan trọng. Chính, dạ, yeah, mình phải nói trong tiếng Việt nó chính là người, dạ, yeah, the one. Còn mình nói là Nguyễn Văn A là một trong số người ở tại thành phố Houston. He's a refugee among the community chẳng hạn. Thì khi mà mình nói mẫu từ A hay là N đó, thì nó là mẫu từ bất định. Thì cái mẫu từ đó hoàn toàn không có trong tiếng Việt và không có trong tiếng Phạn. Rồi, chúng ta nên nhớ một điểm mà, yeah, chúng ta nên nhớ một điểm mà tại đây đó là không, tuy rằng mình có học một số thuật ngữ văn phạm nhưng mà nó chỉ xài ở mức độ tương đối. Có những cái mà không có, hoàn toàn không có. Ví dụ như ở trong tiếng Anh chúng ta có cái thời là quá khứ tiếp diễn chẳng hạn. Ở trong tiếng Phạn không có cái đó. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần này khi mà mình học qua bài số 2 chia động từ. Hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn nói đến chừng này thôi. Và thưa quý Phật tử, ngoài thì chuyện mà chúng ta học là có cách đây, thì chúng tôi đề nghị là quý vị chịu khó ôn bài. Ở người Mỹ họ nói rằng một trong những cái chuyện quan trọng nhất của người học đó là làm homework. Homework tức là bài đem về nhà. Mà những nhà giáo dục thì họ nói rằng có hai thứ học sinh. Loại học sinh gọi là giỏi và học sinh không giỏi. Thì cái khác biệt với nhau đó là có làm homework hay không homework. Nếu mà mình đến trường, mình học xong mình đi về nhà quan sách ở đó, và ít khi mình có cái sách, mình học không có giỏi. Cái gì cũng Việt Nam học giỏi nhiều là vì đi học về cha mẹ nhặt, lấy sách ra để làm bài tập. Làm homework rất là quan trọng. Chúng tôi đang tìm cách để giúp quý Phật tử là quý vị nhớ một tuần chúng ta chỉ có 2 ngày. Xin lỗi, một tuần chúng ta chỉ có 1 ngày học giáo trình Phạn ngữ thôi. Thì cái ngày học đó là ngày thứ 2. Từ thứ 2 này tới thứ 2 kia là 7 ngày. Nó sẽ là một thách thức cho cả quý Phật tử lớn thường tọa thường xuyên khi mình dạy Phạn ngữ. Mình học Phạn ngữ mà trong thời gian dài khoảng như vậy, một tuần lễ, thì trở lại học nó quên nhiều thứ. Và do vì chúng ta cần có cái bài để thực hành ở nhà. Ở đây thì thứ gì những bài tập được làm trong lớp. Ví dụ như hôm nay thì tôi siêu dạy bài 1 thì tôi nói cho làm bài 1. Thì chúng tôi thấy rằng đa phần chư tăng phải phụ quý Phật tử nhiều hơn, quý vị không có nhớ. Nhưng mà chúng tôi rất là mong rằng trong bài học kế tiếp thì trường hợp này nó sẽ chấm dứt. Có nghĩa là học xong đừng làm bài tập liền. Hay là ví dụ như chúng tôi sẽ đề nghị thường tọa thường siêu là một bài học chỉ có một bài học, thí dụ như là bài bài số 2 dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt có 20 câu, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Bali có 20 câu. Thì ở trong lớp chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị làm 5 câu là mẫu thôi. 5 câu dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt và 5 câu dịch từ tiếng Việt sang Bali. Còn 15 câu còn lại đó thì chúng tôi đề nghị quý vị đem về nhà làm. Thực ra quý vị đang học ở lớp lũng đạo ở nhà đó, học hàm thủ, quý học ở nhà, nhưng mà chúng tôi nói là học ngoài lớp học. Ngoài lớp học gọi là do homework, là chúng ta làm homework. Làm cái này rất là lợi cho quý vị. Mình tự mình mày mò, mình làm đi rồi mình có thể sửa sai được, không có sao hết. Ở đây thì nếu quý vị có thi rớt cũng không phải đi quân dịch. Thi rớt thì cũng có, cũng có chuyện gì đâu. Nên chúng ta cứ mạnh dạn mà làm ở nhà. Chúng ta mạnh dạn ở nhà thì lại có bài tập. Thì phần này á, chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao cho tuần tới đó, chúng tôi sẽ có cái phần cho quý Phật tử làm, đem về nhà làm. Và tuần sau nữa thì chúng ta sẽ trở lại để chúng ta sửa bài. Như vậy quý Phật tử sẽ cảm thấy dễ nhớ và dễ
và sẽ học danh thánh dễ làm hơn. Thưa Phật tử, trong bài học ngày hôm nay đó, thì chúng tôi cũng có một cái ý mà lẽ ra thì chúng tôi có đề nghị với Thượng Tọa Từ Siêu. Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm như vậy bởi vì trong thời gian qua, phần biên soạn giáo trình chưa có ổn định. Và đồng thời quý Phật tử còn phải lấn cấn. Nhưng một khi mà quý Phật tử đã bắt đầu quen thuộc với giáo trình này rồi đó, thì chúng tôi đề nghị rằng Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi sẽ góp tặng một phần đó, là để soạn một số các cái bài kinh, những bài kinh căn bản mà chúng tôi gọi là bài kinh căn bản này, không có dài lắm. Ví dụ như mình là người Phật tử thì mình nên biết kinh tụng về Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp, Ấn Đức Tăng, bài lễ Phật như vậy, Nam Mô Tát Xá, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp Tăng, biết về một cái về tam quy, biết một bài về niệm lòng từ, dạ, niệm lòng từ, và biết bài kinh hồi hướng. Và nếu mình thuộc những bài đoạn kinh này, mình có thể thêm một bài kinh khác, đó là kinh từ bi hay là kinh hạnh phúc. Chúng tôi có một cái duyên là sang bên Thái Lan, thưa quý vị, và cũng có đến thăm viếng cũng như ở gần một số quý Phật tử Thái Lan ở những nơi xa xôi, mà nơi đó là phải ở nhà quý Phật tử cùng với ngài Thamaratana. Thì ở nhà đó chúng tôi thấy rằng ở trong nhà ai cũng thuộc cái bài kinh từ Metta Sutta hết, dạ, ai cũng thuộc hết. Và chúng tôi tò mò đó, chúng tôi cũng biết thì họ cho xem cuốn kinh, thì cuốn kinh ở nhà của họ không có nhiều, dạ, cuốn kinh của họ không có dày, nhưng mà họ thuộc lòng hết, dạ, thuộc lòng, vợ chồng con cái ai cũng thuộc lòng hết. Thì chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này có một số những cái bài, những bài thuộc lòng, mà bài thuộc lòng đó là bằng phản ngữ, như vậy nó lợi lạc. Có lần chúng tôi đọc một câu chuyện của Hòa Thượng Nhất Hạnh viết, là Hòa Thượng sang Thích Lan, Hòa Thượng đi bộ ở trên cát đó, thì gặp mấy người Thích Lan họ đang đi ở biển, thì Hòa Thượng không có, Hòa Thượng mặc áo nâu của quý thầy Minh Bát Tông, mà ở chỗ đó họ không biết là gì, nhưng mà Hòa Thượng lại đọc cái câu Nam Mô Tát Xá Phật Ca Ma Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bút Tát Xá, thì họ rất là hoan hỷ. Dạ, thì khi họ nghe câu đó thì họ biết vị này cũng là Phật tử. Cái giai thoại ngắn đó, nó cũng là một cái chuyện mà chúng tôi gặp rất thường xuyên ở trong cái sinh hoạt đi đó đi đây. Có một lần chúng tôi đi với một số Phật tử sang bên Bồ Đề Đạo Tràng và đến một ngôi chùa của Bangladesh. Ngày hôm đó chúng tôi đi với một vài Phật tử mà họ cũng biết ít nhiều tiếng Phạn. Họ tụng kinh Thọ Tông Viên Ngũ Giới, rồi đọc lời tác bạch cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức, tất cả đều bằng tiếng Phạn. Mà cái nhóm Phật tử đó chỉ có dừng 8 gia đình mà họ không có cầm bản kinh, mà họ chỉ tự họ đọc họ nhớ thôi. Thì sư cả của chùa khen, sư cả hồi trước vừa nghe đó, Phật tử Việt Nam mà nghĩ là Phật tử Việt Nam theo Phật giáo Đại Thừa chứ không có nghĩ là theo Bình Nam Tông nhiều, mà lại học thuộc kinh nhường nhuyễn như vậy, khen. Thì chúng tôi muốn nói quý vị là dù sao đi nữa chúng ta là Phật tử đi đó đi đây thì nên có chút vốn liếng mang theo, lỡ có đạp bánh tráng cũng có tiền trả. Nếu mà mình đi đó đi mà mình chỉ tụng kinh tiếng Việt không thì cũng buộc. Do đó chúng tôi sẽ đề nghị Thượng Tọa Từ Siêu có một vài cái bài kinh ngắn mà quý vị có thể học nhớ, học thường xuyên. Điều đó nó cũng là một cái điểm rất là lợi lạc. Sau cùng thì chúng tôi muốn đối với quý vị trong lớp học phản ngữ này là đừng bao giờ mình nghĩ rằng học càng lâu thì nó lại càng nản. Dạ.
Dĩ nhiên là có nhiều người càng học thì càng cảm thấy mệt mỏi, càng học càng thấy nặng. Nhưng mà lại có những người khác càng học thì càng cảm thấy nó mở ra, nó khai tâm mở trí. Vấn đề là thái độ thôi. Dạ, vấn đề thái độ. Cũng giống như hồi xưa chúng có một cái cách học rất là thú vị là bắt đầu chúng tôi thấy một cái tờ nhật báo. Dạ, một cái tờ báo. Chúng tôi lấy cái viết đọc rồi mình khoanh mình ở trong một cái trang báo rồi mình biết được bao nhiêu chữ. Dạ. Rồi khi học vài ba năm đi học rồi thì cũng lấy một trang báo nào đó mình đi tìm là ở trong đó có bao nhiêu chữ mà mình không biết. Thì mình thấy có sự khác biệt là thời gian đầu mình học đó, thì cái chữ mà mình biết đó, nó rất ít so với cái mình không biết. Nhưng mà khi mình ở bên Mỹ lâu, học tiếng, mình đọc báo nhiều, đọc sách nhiều, đi học nhiều đó, thì trong một tờ báo đi tìm một số chữ mà mình không biết đó, thì thật sự nó rất ít và đồng thời nó cũng khó tìm chứ phải dễ tìm. Thì đó cũng là một cái niềm vui. Thì quý Phật tử lâu lâu á, dạ, lâu lâu quý vị Phật tử lấy một vài cái, gửi ra một cái hay là một bài Phật pháp gì đó, thì chúng ta thử tìm coi những cái chú thích bằng tiếng Phạn nào mà mình không có quen. Thì quý vị sẽ thấy là nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng mà rồi học một thời gian thì càng ngày cái khoanh đỏ nó càng bớt đi, nó là một điều rất là thú vị. Dạ, yeah, cũng là một điều thú vị để chúng ta tự kiểm nghiệm cho chính mình. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, thứ vì cái kiến thức đó, và đặc biệt là cái sự ứng dụng kiến thức đó, nó mở cho chúng ta một thế giới mới. Thế giới đó rất là quan trọng. Ví dụ như có nhiều người học tiếng Anh thì họ nghĩ rằng mình bắt buộc vì cái nghề nghiệp phải học, mình học mệt mỏi, học chán chường. Nhưng một khi mà mình đã thích sách báo, thích được những cái thế giới về thông tin, thế giới này kia, mình dùng tiếng Anh đó, thì mình sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ, thấy thích để mà học. Đó là một cái sự khuyến khích, khích lệ rất lớn cho chúng ta. Thì chúng ta cứ nghĩ như vậy là Đức Phật để lại cho chúng ta một kho tàng. Nhưng cái kho tàng đó, đó là được cất ở trong nhiều cái ở trong một cái hầm, và trong hầm có nhiều cái rương khác nhau. Và chúng ta cần nhiều chìa khóa để mở cái kho tàng đó. Có mở được những kho tàng đó thì chúng ta mới sử dụng được. Nên quả thật là hữu duyên hữu phúc cho chúng ta. Mặc dù mình sanh sau đẻ muộn không gặp Đức Phật, không gặp ngay lúc thời một vị chánh đẳng giới giác trụ thế, nhưng mà giáo pháp vẫn còn đó. Và nếu chúng ta chịu khó lắng nghe, chịu khó suy nghĩ đó, thì mình sẽ thấy được rằng Đức Phật Ngài quả thật để lại cho chúng ta một cái gia tài rất đáng để chúng ta trân trọng, rất đáng để chúng ta đem vào lòng, rất đáng để chúng ta học, chúng ta nhớ. Và một ở trong những điều mà khiến chúng ta học được giáo pháp của Đức Phật và hưởng gia tài của Đức Phật đó, là chúng ta làm sao để tự mình quen thuộc với cái ngôn ngữ của Phật học. Dạ. Một người Phật tử đi chùa 20 năm rồi, mà khi nghe Chư Tăng nói về ngũ uẩn, nói về thập địa nhân duyên, hoặc là Chư Tăng nói về kinh luật thắng pháp, mà mình nghe còn xa lạ đó, thì điều đó là điều rất là đáng buồn. Tại vì sao vậy? Là chúng ta cũng có phần mà, có phần để hưởng gia tài đó, mà chúng ta không hưởng được. Chúng ta chỉ nghe đâu đó mơ hồ và nghĩ rằng có ai đó hưởng dù mình, cất dù mình. Không. Nếu quý vị có tiền, quý vị giao hết cho một người, ông A và B cất, mà quý vị không biết gì hết, thì thật ra cũng giống như không có thôi. Dạ. Chúng ta có tiền, nhưng mà mình biết mình có tiền và mình có khả năng mình xài đó, thì mới thật sự là mình hưởng dụng được cái di sản mà Đức Phật để lại. Và mình có hưởng dụng cái di sản được hay không là do cái khả năng đào sâu của mình vào trong đó. Hồi trước chúng tôi có thời gian cũng mấy lần đi hành thiền với Ngài Kim Triệu, mà chúng tôi nghe Ngài hay nhắc đi nhắc lại một cái thí dụ. Không biết thí dụ này Ngài nhắc từ đâu, nhưng mà
chúng tôi thấy rằng nó cũng là một cái ngụ ngôn Ấn Độ, nói rằng có một ông cha có ba người con, thì lúc người cha lớn tuổi mới gọi ba người con nói rằng bây giờ cha đã già rồi nên chi không thể tiếp tục nuôi các con nữa, và ba có thể đi bất cứ lúc nào. Đây là ruộng đất, ba sẽ chia đất vườn này làm ba cái diện tích bằng nhau, và ba thửa đất bằng nhau, mỗi đứa con có một cái thửa đất. Và đây là lúa, lúa này là ba đã trồng, đã chứa, đã cất, đã gìn giữ bao lâu, bì ba cũng chia ra cho các con. Thì sau khi người cha chia xong không bao lâu thì ông mất đi. Thì ngài Kim Triều hay kể một chuyện, ngài nói rằng cái đứa con đầu tiên đó là nó nghĩ là hồi trước giờ sống với cha thì ăn uống tiết kiệm, bây giờ cha chết rồi mà giao lại cho mình được ít lúa đất nữa, thành ra tại sao mình không hư để bù lại những tháng ngày cơ cực kham khổ. Thành ra người con này bắt đầu sống theo cuộc sống gọi là ăn chơi theo cái sự thỏa thích của, theo cái ý thích của mình. Thì ta nói là ngồi ăn không thì núi phải lỡ chứ đó, chỉ đất ruộng. Và với cái mức độ ăn chơi của người con này thì vài năm là lúa hết, rồi hết lúa rồi đem đất bán, bán bằng nửa, bán một phần tư, một phần tám, rồi cuối cùng bán hết đất. Và kết quả cuối cùng là người con thứ nhất đi ăn xin, bởi vì không còn đất cũng không còn lúa. Người con thứ hai khi mà nhận được cái di sản của người cha để lại thì người con thứ hai có suy nghĩ là bây giờ cha không còn với mình nữa, mà nếu mà mình ăn uống như ngày trước thì có lẽ mình sống không bao lâu, do đó mình phải tập tiện thằng lại. Tại người con này ăn uống rất là dè sẻn, phần ăn ít lại, nhưng mà ăn riết ruộng hết lúa, hết lúa rồi tới bán đất, bán ruộng, bán từ khoảnh nhỏ, bán cuối cùng rồi thì cũng hết, còn một miếng đất nhỏ để ở, ít cơm nước nhưng mà đời sống nghèo đói. Nhưng mà đứa con thứ ba đó, khi mà người cha trao tài sản thì đứa con này nghĩ rằng bây giờ cha mình không có nuôi mình được nữa thì mình phải tự lực cánh sinh, nhưng mà mình không thể tồn tại bằng cách là mình cứ gặm nhấm ăn lần dần già hết được. Mình là con người có đôi bàn tay thì mình phải vận dụng cái mình có trở thành một thứ vốn liếng, và từ cái vốn liếng này để mà mình phát huy quang đại, mình làm mở mang cho nó lớn ra, chứ mình không thể nào sống như vậy được. Do đó người con đã khéo để dùng cái lúa có được và đất đai có được để trồng trọt, để nuôi mạng mình, rồi cuối cùng con nó được giàu có. Thì ngài Kim Triệu ngài thường hay kể cái thí dụ này về ba người con. Ngài nói rằng có những người mà trong cuộc đời họ thì họ chỉ hưởng gia tài, hưởng hết thôi, hoặc giả là hưởng cái phung phí mau hết, mau khánh tận. Nhưng mà có những người biết cách hưởng gia tài và biết thừa kế gia tài, đó là một cái thái độ rất là đẹp. Và chúng tôi cũng có nghe một vị hòa thượng khác là hòa thượng Minh Tâm ở chùa Khánh Anh ở bên Paris đó. Hòa thượng hay nói chuyện, hòa thượng đó là con tầm nó ăn dâu phải giả tơ thì nó mới đáng giá, chứ còn tầm mà ăn dâu nó tiện ra dâu thì đâu còn có cái gì nữa. Thì con người chúng ta, thưa quý vị, khi mà mình được hấp thụ và hấp thụ Phật pháp đó, thì trong hấp thụ đó chúng ta phải làm cái gì đó. Như con tầm nó ăn dâu nhà tơ, chứ đâu phải con tầm mà nó ăn dâu ở nhà nữa, nó đại tiện ra dâu thì còn có ý nghĩa gì nữa. Thì thật ra Đức Phật để chúng ta gia tài lớn lắm và rất là khó nói. Rất khó nói. Đôi khi cái cuộc sống của chúng ta là cuộc sống rất là ơ hờ. Ơ hờ tức là đi chùa có sẵn rồi Phật pháp được thuyết, rồi kinh sách đọc đó, và thậm chí bây giờ internet rất là nhiều, chúng ta không có thấy cái giá trị thật sự của Phật pháp. Cái đó là cái khổ của tất cả chúng ta, cũng như là những người con mà sống gần mẹ thương yêu rất nhiều, tình thương của mẹ như
biển rộng bao la nhưng mà không có quý. Cho đến ngày nào đó mình mất mẹ đi rồi mình thấy quý. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Một cái nạn mà thường có là cha làm thầy con đúc sách ấy, là cái gia tài của người đi trước rất là vĩ đại để lại, mà chúng ta là người đi sau không có thừa kế một cách đúng mức, một cách rất là đáng tội nghiệp cho chúng ta. Nên chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử, chúng ta làm sao thắp sáng cái nhận thức rằng quả thật là chúng ta đang được thừa hưởng cái gia tài của Đức Phật. Và chúng ta không phải chỉ tìm cách để khai dụng, để hưởng dụng cái gia tài đó, mà chúng ta còn có thể phát huy, có thể làm tốt và có thể truyền đạt lại cho những người chung quanh và cho thế hệ mai hậu. Thì điều đó thực sự là chúng ta xứng đáng là người con hưởng cái gia tài của Đức Phật để lại. Và một ở trong những điều rất là quan trọng đó là chúng ta cần học Phạn ngữ. Học Phạn ngữ. Và đừng nghĩ rằng Phạn ngữ nó rất là khô khan, học Phạn ngữ không có lợi gì. Thực sự Phạn ngữ mang cho chúng ta nhiều cái lợi lạc lắm. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Đa Đa Ma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với giáo trình của Kinh Tương Ưng. Và Thượng Tọa Tư Nguyên sẽ là người giảng giáo trình này. Xin đảnh lễ Chư Tôn Đức, chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích. Dạ, sa thú lần thai, con tịnh hành kính thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng biên mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Để giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, phân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Chúng sanh và cõi sau đường, cho nhờ thương tâm bảo tồn.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Thác Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.